Kinh văn. Lại nữa, này Phổ Quản, trong mỗi tháng, ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội, thẩm định nặng nhẹ. Tất cả mọi cử chỉ đồng niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Bồ Đề không chi là không nghiệp, không chi là không tội. Huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, trăm ngàn tội trạng. Nếu sau này trong đời vị lai có chúng sinh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật, Bồ Tát cùng chư hiền thánh mà đọc tụng kinh này một biến, thì chung quanh chỗ người đó ở, bốn hướng đông tây nam bắc, trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, trong trăm ngàn năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì ngay đời hiện tại những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn đồ mặc lại được dư dật. Lược giảng, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Phổ Quản rằng: Lại nữa, này Phổ Quản, trong mỗi tháng, ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội, thẩm định nặng nhẹ. Mỗi tháng cứ vào 10 ngày, mùng 1, mùng 8, 14, 15 tức ngày rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là ngày mà tất cả quỷ thần đều tụ họp lại để điều tra tội lỗi của chúng sanh. Cho nên 10 ngày này chính là những ngày xét xử nghiệp tội. Kết tập các nghiệp tội tức là đắn đo cân nhắc tội lỗi của mỗi người, xét xem người này phạm bao nhiêu tội, người kia gây bao nhiêu lỗi. Thẩm định nặng nhẹ tức là đưa ra phán quyết định tội người này nặng như thế nào hoặc tội người kia nhẹ ra sao. Tất cả mọi cử chỉ đồng niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không chi là không nghiệp, không chi là không tội. Huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, trăm ngàn tội trạng. Cử chỉ đồng niệm, cử tức là động, và chỉ tức là tỉnh. Trong cả động lẫn tỉnh đều sanh khởi cái niệm nghĩ suy, mà những niệm này không có cái nào không là tội lỗi cả. Tất cả mọi cử chỉ đồng niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề đều là tội lỗi. Như giấy động cái niệm này là nghiệp tội, giấy động cái niệm kia cũng là nghiệp tội. Không gì là không nghiệp, không gì là không tội cả. Dù cho quý vị không có hành động sát sanh hại mạng, nhưng chỉ khởi tâm đồng niệm, dấy lên cái ý muốn sát hại thôi, thì cũng đủ để tạo nghiệp tội rồi. Huống chi là lại tự ý làm càn, cố tình giết hại chúng sanh. Trộm cắp đồ vật và tà dâm đều là những hành vi bất chánh. Đối với đa số người Tây Phương thì tà dâm không phải là một vấn đề nghiêm trọng lắm. Nhưng trong kinh sách nhà Phật thì đã nói ngay từ đầu, phạm tà dâm thì mang tội rất lớn, bởi dạng ác dâm di thủ, nghĩa là trong dạng điều xấu thì dâm dục đứng hàng đầu. Vọng ngữ là nói những lời quên quang, dối trá, không thật. Trên đây chỉ kể ra một vài tội trạng đại khái như thế thôi, nếu kê khai cho tường tận thì có đến cả trăm ngàn dạng thứ.
nếu sau này trong đời vị lai có chúng sinh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật, Bồ Tát cùng chư hiền thánh mà đọc tụng kinh Địa Tạng này một biến, thì chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn. Trai có nghĩa là tịnh, tức là chay tịnh. 10 ngày trai tức là vào những ngày này thì chỉ ăn những thứ thanh tịnh, sạch sẽ, tuyệt đối không ăn những thức ăn có mùi tanh như thịt, cá, vân vân, và những thứ có mùi hôi nồng như hành, hẹ, tỏi, nén. Do tuần là đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ và được phân làm đại, trung và tiểu do tuần. Một đại do tuần tương đương với 80 dặm, một trung do tuần là 60 dặm và một tiểu do tuần là 40 dặm. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai, trong trăm ngàn năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Ngoài ra, tất cả những người đang sống trong nhà người tụng kinh Địa Tạng đó, bất luận là người lớn hay trẻ con, người già hay người trẻ, ngay trong đời này hoặc trăm ngàn năm về sau, sẽ thoát khỏi hẳn mọi quả báo của các chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì ngay đời hiện tại, những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn đồ mặc lại được dư dật. Trong suốt 10 ngày trai của mỗi tháng kể trên, nếu quý vị mỗi ngày đều đặn tụng một biến kinh Địa Tạng, thì ngay đời này có thể khiến cho gia đình của quý vị được đồ ăn đồ mặc sung túc, không ai bị gặp tai họa rủi ro, cũng không ai bị ốm đau bệnh hoạn. Kinh văn. Vì thế Phổ Quảng, nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm ngàn vạn ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù có đại nhân duyên với vị đại sĩ này. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thì hiện tại được sự an vui thù thắng di diệu, và trăm ngàn vạn đời về vị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý. Lược giảng. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: Vì thế Phổ Quảng, nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm ngàn vạn ức sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát có sức oai thần vĩ đại, có thể đem lại trăm ngàn vạn ức sự lợi ích cho chúng sanh, số nhiều đến không thể kể xiết. Đức Phật nói tiếp: Chúng sanh trong cõi Diêm Phù có đại nhân duyên với vị đại sĩ này. Tất cả chúng ta đều có nhân duyên rất lớn với đại sĩ Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị thử nghĩ xem, Phật giáo Trung Quốc được truyền bá đến nước Mỹ, thì Bồ Tát Địa Tạng cũng đến theo, và hiện giờ Ngài là bạn đồng tu của quý vị, trợ giúp quý vị trong việc tu tập. Đây quả là một nhân duyên vô cùng lớn lao. Thứ đại nhân duyên này không phải là đại nhân duyên mới kết trong đời hiện tại, mà là đại nhân duyên đã có sẵn từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này, tất cả chúng sanh chúng ta đều có nhân duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên nếu chúng ta được nghe đến danh hiệu của Ngài hoặc được thấy hình tượng của Ngài, thậm chí chỉ được nghe tới ba tiếng kinh Địa Tạng mà thôi,
thì cũng phá trừ được tam hoạt rồi. Tam hoạt là gì? Đó là ba loại mê hoạt: thô hoạt, tế hoạt và trần sa hoạt, và cũng chính là kiến hoạt, tư hoạt, vô minh hoạt. Kiến hoạt tức là thô hoạt, tư hoạt tức là tế hoạt, và vô minh hoạt chính là trần sa hoạt. Chỉ cần nghe được ba tiếng Kinh Địa Tạng thì quý vị có thể phá được ba mối hoạt này, và cũng có thể tiêu trừ được ba mối chướng ngại: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghe giảng đến đây thì thế nào cũng có người thắc mắc: tôi đã nghe kinh, nghe kệ lâu rồi, nhiều lắm rồi, nhưng vẫn chưa dẹp trừ được mối chướng ngại nào cả. Tôi vẫn còn nhiều phiền não, tánh tình vẫn còn nóng nảy, vẫn chứng nào tật nấy, giống như chưa hề nghe qua kinh vậy. Tôi cảm thấy các chướng ngại của mình vẫn còn nguyên vẹn. Nếu quý vị cảm thấy các chướng ngại của mình chưa được tiêu trừ, đó là dấu hiệu cho thấy rằng quý vị có ý muốn trừ khử chúng. Bởi nếu quý vị cảm thấy chưa muốn tiêu trừ chúng, tức là quý vị hoàn toàn không biết rằng mình có nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng hay không. Trước kia, lúc còn phiền não chướng, quý vị coi phiền não như là báo vật, không hề có ý muốn dứt bỏ. Thế mà bây giờ quý vị cảm thấy như không bị mất mát. Vậy tức là quý vị đã bắt đầu không còn phiền não nữa rồi. Ngoài ra, nghe được ba chữ trong Kinh Địa Tạng, quý vị có thể thành tựu được tam trí: đạo chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết dụng trí. Và cũng có thể chứng được tam đức: pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Lại nữa, nếu quý vị được nghe chừng năm chữ của Kinh Địa Tạng thì có thể phá được năm chỗ trụ phiền não, tức ngũ trụ phiền não của mình. Năm chỗ trụ phiền não là gì? Đó là: một, kiến ái trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do cái thấy sanh yêu thích. Do kiến, tức cái thấy, mà nảy sanh lòng yêu thích, tức ái tâm. Thấy cái gì thì sanh tâm yêu thích và chấp trước vào cái đó. Hai, dục ái trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do dục vọng sanh yêu thích. Hễ có dục vọng là có phiền não, do vậy có yêu thích là có phiền não. Nếu không có yêu thì cũng không có ghét, và như thế thì sẽ không có phiền não. Đó là vô ái, vô tằng, vô phiền não. 3. Sắc ái trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do sắc trần sanh yêu thích. Sắc ái trụ là đối với sắc trần còn sanh tâm chấp trước. 4. Vô sắc ái trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do vô sắc trần sanh yêu thích. Sanh đến cõi trời vô sắc giới thiên thì vẫn còn thứ phiền não này. 5. Vô minh trụ phiền não, chỗ trụ phiền não do vô minh. Nếu được nghe Kinh Địa Tạng thì có thể phá ngũ trụ phiền não, ra khỏi năm ngã luân hồi. Luân hồi vốn có sáu ngã, nhưng vì loài Atula ở tản mát trong các ngã đường kia, cho nên nói là năm ngã luân hồi, tức ngũ đạo. Lại có thể dung trồng ngũ căn, rồi từ ngũ căn mà sinh trưởng ngũ lực. Ngũ căn tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Tính, tấn, niệm, định, huệ. Ngũ lực là gồm có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Quý vị nghe Kinh Địa Tạng lại cũng có thể thành tựu được ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân là gì?
Đó là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Một khi ngay cả tri kiến cũng giải thoát được rồi thì có thể đắc ngũ phần pháp thân này. Hoặc một bài kệ hay một câu, nếu nghe và thâm nhập được các đạo lý của một bài kệ thì có thể nhất môn siêu xuất, bước vào con đường trang nghiêm kỳ diệu. Nếu lãnh hội được đạo lý của một câu kinh thì quý vị có thể nhất tánh viên minh, tánh hải tròn sáng viên dung. Những đạo lý này ý nghĩa rất vô dài, có rất nhiều điều cần phải giải thích, cho nên tôi chỉ nêu ra những danh từ để quý vị nghe qua cho biết thôi. Và khi nào có cơ hội thì tôi sẽ giảng giải cặn kẽ hơn. Thì hiện tại được sự an vui thù thắng vi diệu, và trăm ngàn vạn đời về vị lai thường được đoan chánh, sanh vào nhà tôn quý. Ngay trong đời hiện tại, quý vị sẽ được hưởng sự yên vui, sung sướng lạ thường. Chẳng những như thế, mà ngay cả về sau, trong suốt cả trăm ngàn vạn đời, quý vị sẽ luôn luôn có được tướng mạo đoan chánh trang nghiêm. Có rất nhiều người tướng mạo không được đoan chánh. Không đoan chánh, tức là những trường hợp có đầu như đầu khỉ, mặt như mặt ngựa, mắt như mắt chuột. Người Hoa có câu nói: thố đầu xà nhãn thử nhĩ ưng tai, tức là đầu thỏ mắt rắn, tai chuột má ưng. Có nghĩa là người mà đầu có hình thù giống như đầu thỏ, mắt như mắt rắn, tai giống như tai chuột và má giống như má của chim ưng. Những người như thế là người có tướng mạo không đoan chánh. Con người mà có nhiều tướng súc sanh tập trung lại để biến thành một cái tướng mạo thì đó là điều không tốt, không đoan chánh. Như thế, nhờ được nghe tới kinh Địa Tạng mà đời sau tướng mạo của quý vị sẽ được đoan chánh và được sanh trưởng trong những gia đình, nếu không là quan quyền chức tước thì cũng là phú hộ giàu có. Ở đây nói tới quan quyền phú hộ thì đó chẳng phải là một thứ chủ nghĩa phong kiến sao? Không hẳn như thế. Những người giàu sang phú quý được đề cập ở đây là những người có đức hạnh, nhờ có đức hạnh mới được giàu sang. Những người không có đức hạnh thì bị bần cùng hà tiện, và đó là do họ đã từng chê bai, hủy bán tam bảo. Còn những người có đức hạnh thì được sanh vào nhà tôn quý.